Sáng ngày 12 tháng 1, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi đưa Phạm Văn Bính, 35 tuổi, trú tại xã E3, huyện Buôn Đôn, đến Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk, thì cơ quan này đã lấy được lời khai ban đầu về việc Bính dùng dao chém 3 nhát chí mạng vào mặt con trai. Tại bệnh viện, Phạm Văn Bính vẫn chưa hết cảm giác mệt mỏi. Theo lời khai ban đầu, trưa ngày 10 tháng 1, sau khi nấu cơm cho hai người con của mình ăn xong, Bính đưa hai cháu lên giường ngủ. Sau đó, Bính đã lấy một con dao rồi bất ngờ chém 3 nhát chí mạng vào mặt cháu Ca, 5 tuổi, là con trai thứ hai của Bính. Sự việc sau đó được ông nội của cháu Ca phát hiện và nhờ người dân đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột cấp cứu. Hiện cháu Ca đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cứu chữa tích cực và sức khỏe đang có chiều hướng tiến triển tốt. Riêng bố của cháu là Phạm Văn Bính, cơ quan điều tra Công an huyện Buôn Đôn đang chờ kết quả giám định tâm thần để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.